Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình cập nhật cho quý vị khán giả và các bạn cái xung quanh ngôi mộ của anh Dân Văn Long á đã được chuẩn bị như thế nào nhé. Thì mình thấy là phần cổng là đã được ốp gạch là đẹp dữ lắm rồi, còn phía trên là cái phần mái tôn thôi, thì cơ bản là gần hoàn thành rồi đó. Thì hiện tại giờ có ba mẹ và chú của anh Dân Văn Long á đang bàn kế hoạch để mà chuẩn bị đón anh về. Hiện giờ thì cũng còn ngổn ngang những tôn này nọ đó, thì mấy anh em cũng làm gái hôm nay là xong rồi đó nha các bạn. Thì cái khu vườn nhãn của anh Long đây, thì nơi đây là cái điểm mà định mở khu du lịch sinh thái nhưng mà không có thành rồi. Còn đây là cái cầu cầu Bình Thiên, gạch đó thì được ốp ngay phía cổng đó, đẹp lắm đó các bạn. Hai trụ nhỏ hai bên và cái trụ lớn đó, hai trụ lớn đó thì thấy khang trang lắm đó. Anh em bên làm bên phần tôn đó cũng tranh thủ làm đó. Đó thì phía trong phần mái ở chỗ có ngôi mộ của anh Long á thì đang bắn cũng là tôn màu giống như bên ông nội bà nội luôn đó. Và hiện tại giờ ba mẹ của anh Long cũng đang ngồi với ông chú đang bàn kế hoạch đó các bạn. Đó, hiện giờ đang bắn cái phần mái của ngôi mộ anh Long đó. Và đây ba mẹ của anh Long cũng đang ngồi với ông chú. Rồi chứ cái nữa là hiện giờ tôn đây là tôn màu đỏ, tôn sống này đẹp quá. Cái sống này nè thì con này là đỏ, mà đỏ này đỏ đỏ đô luôn. Cái phần mái thì giống như bên của ông nội bà nội luôn đây. Thì ba mẹ và ông chú cũng đang ngồi bàn đây các bạn. Thì để mình đi tới mình cập nhật cho các bạn xem là nó đã hoàn thành chưa nhé. Đó. Thì cơ bản phần mộ của anh Long đã hoàn thành rồi, chỉ còn đợi là phần mái nữa là sẽ hoàn thành. Thấy không? Rất giống cái phần mái, rất giống phía bên ông nội bà nội của anh Long luôn. Màu tôn nè, cái sóng tôn nè, thiết kế y chang luôn. Thì mình nghĩ hôm nay là sẽ hoàn thành đó nha các bạn. Để mình cho các bạn thêm thông tin là khoảng 1 đến 2 ngày nữa là anh Long sẽ về. Đang quay gần toàn cảnh về cái mộ của anh Long đó cho các bạn xem nhé. Thì giấc này rất trưa, thì tới chiều mình nghĩ là cái phần mái này sẽ xong á. Và ba mẹ và người chú cũng đang phía bên mộ của ông nội bà nội á, đang bàn kế hoạch để chuẩn bị những cái gì cần thiết cho để mà đón anh về. Đó, đây là phần mộ của anh Long đã hoàn thành cho các bạn. Ở đây yên tĩnh vậy sao, yên tĩnh lắm. Anh Long vào đây anh sẽ được an nghỉ, một cái không gian của nó lại rất yên tĩnh. Thì
Hai nội của ông nội anh Long nè, ông nội bà nội. À, cái phần gia ảnh trước ngôi mộ của anh Long á, nhìn sáng đẹp lắm. Đây nè, ông đâu rồi, để ngồi tao lót lên. Anh em bên thợ á đang khẩn trương hoàn thành hôm nay luôn. Hôm nay chắc xong phần máy ha anh. Dạ. Hiện giờ dàn giáo đang bắt để mở cái dàn cái phần máy cho anh Long đây. Nó các bạn thấy không, nhãn hả, cái vườn nhãn của anh nó trái sum xuê luôn á, cây nào của anh ấy coi quá trời trái luôn. Quay cận cảnh cho quý vị và bạn xem á, là ngay ở chỗ vườn sinh thái của anh Long á, thôi nhãn bao la mà hiện tại giờ trái nào trái nấy, phải nói cho nó vừa ăn hết trơn luôn rồi đó. Ngồi quá trời sai luôn, sai trái luôn, cây nào cũng như cây nấy luôn nha các bạn, khủng khiếp luôn. Đó, cái đường này là xe chạy vô nè, thâm thẳm chiều trôi ở trong luôn á. Cái khúc này là nhãn dữ lắm nha. Cái cổng này nè, là cái cổng để đi vào cái miếng vườn. Còn bên đây là cái cổng để mà vào mộ của ông nội bà nội của anh Long. Và hiện giờ anh Long cũng đang nằm ở đây luôn. Đó, bà mẹ anh Long cũng đang đi về các bạn. Đó, đây nè. Kế bên có cái cây me và cái dừa, thấy cái tàn nó bung ra đó nên thấy cũng mát, rất mát luôn. Đang quay là từ cổng dòm ra đó, đó là ngay một cái ngã ba, đường rất thoáng, rất rộng luôn, không gian này nó thoáng lắm, có hai con đường để đi luôn. Đây thì ở đây là xe du lịch này nọ vô tới nơi luôn. Ở đây địa thế của chỗ anh Long nó nằm rất tốt nha.
Đó là chỗ ông nội, bà nội và anh Long nằm đó. Cập nhật cho các bạn một số thông tin về cái phần mộ của anh Long đã hoàn thành hay chưa nhé. Và mình xin kết thúc clip thì mình sẽ cập nhật thường xuyên khi nào anh về. Các bạn hãy nhớ theo dõi nhé bằng cách đăng ký kênh. Thì video có thú vị á thì hãy like, share và đăng ký kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.